Harry Won, gia đình rất sợ khi thấy tôi xuất hiện với hình ảnh dễ thương. Bà xã Trấn Thành tiết lộ đôi khi làm những hành động dễ thương trước mặt người nhà là mọi người kêu muốn ói. Trong chương trình ảo thuật sắc đẹp tập 3, Harry Won, Sam và chuyên gia trang điểm nam trung đã có cuộc trò chuyện về phong cách của bản thân. Thời đại hiện nay, việc định hình phong cách cá nhân là một trong những yếu tố quan trọng giúp chị em phụ nữ hoàn hảo và tự tin hơn. Đối với một người làm nghệ thuật, Sam cho biết bản thân cô nàng luôn muốn được trải nghiệm nhiều phong cách để khán giả luôn thấy những hình ảnh mới mẻ. Phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, nữ tính là phong cách khiến Sam tự tin nhất. Tuy nhiên Harry Won lại là trường hợp đặc biệt khi tính cách và phong cách trái ngược nhau. Bà xã Trấn Thành thú nhận tính cách bản thân là một người mạnh mẽ, quậy ngầm và rất thích diện đủ cá tính nhưng lại không hợp. Chính vì vậy cô thường xuyên phải chọn phong cách thời trang nữ tính, dễ thương. Nhưng chính điều này lại khiến cho gia đình của nữ ca sĩ rất sợ. Harry Won tâm sự, đôi khi tôi làm những hành động dễ thương là gia đình lại nói muốn ói. Gia đình rất sợ tôi xuất hiện trong hình ảnh dễ thương, nữ tính như vậy, thậm chí còn thốt lên rằng, trời ơi, con mình tại sao lại như vậy? Khác với con nhà người ta luôn được ủng hộ theo đuổi hình ảnh dễ thương, nhưng đối với gia đình tôi hệ thấy như vậy là mọi người chuyển kênh liền. Ngoài ra, khi được Sam nhắc về màu tóc mới, Harry Won nhấn mạnh quyết định tẩy tóc của tôi là quyết định rất sáng suốt. Nữ ca sĩ kể lại trước đó đã trăn trở vì chưa bao giờ thử, nghĩ rằng tẩy tóc sẽ rất đáng sợ, nhưng cô quyết tâm phải thử trước năm 40 tuổi và kết quả lại hơn cả mong đợi. Harry Won thích thú với màu tóc mới và hình ảnh mới. Cô cũng thử thêm những trang phục gợi cảm hơn trước và vẫn tiếp tục trải nghiệm thêm nếu thấy phù hợp. Bà xã Trấn Thành tiết lộ cô cũng nhận được nhiều ý kiến cho rằng dạo này Harry hư quá. Nhưng bất chấp những bình luận đó, cô nàng phản bác lại tôi lớn rồi tôi có quyền hư mà mọi người.